Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mọi người ơi, ngày hôm qua, đêm hôm qua là mình với anh Quýt là thức nguyên đêm luôn á. Không đứa nào ngủ được luôn. Cái bố Quýt thì tưởng là mình ngủ rồi, thế là bố Quýt đi xuống dưới để cho hai mẹ con ở trên đây im ắng ngủ. Mà mình cũng có ngủ được đâu, mà mình thấy anh Quýt ở dưới là cứ sáng đèn liên tục luôn. Bella đánh thức Kobe dậy đi. Kobe ơi, dậy đi học này, hôm nay là ngày học đầu tiên của Kobe này. Kobe ơi. Không đi học hả? Mình biết là bố Quýt hôm qua khóc các mọi người. Bố Quýt bảo là thấy em ấy như vậy xong rồi là đi học á, kiểu như là em lớn nhanh quá. Em lớn nhanh quá. Thế nhưng mà sớm muộn gì thì cũng cũng phải đi học thôi. Đúng không? Bây giờ hôm nay em đi học là nhà mình sẽ yên ắng lắm đây. Kobe ơi, hôm nay Kobe có đi học không? Không đi học à? Dậy đi học nhá. Kobe dậy đi học nhá. 6:30 rồi. Ngày đầu tiên đi học mà đi học trễ là hết đồ ăn sáng luôn á. Mình tính cho em ăn sáng ở nhà, thế nhưng mà nói thôi, đây là buổi học đầu tiên cho em mới đi, em mới làm quen với lớp luôn. Rồi xem tình hình như thế nào thì hôm nay vợ chồng mình sẽ ở đấy với em một chút xíu rồi mới về. Kobe ơi, chào buổi sáng. Good morning. Hello. Making friends. Gonna have all sorts of fun. Play games all day. Meet more friends. Play on the playground. Ông con 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 Ready for your big day. Oh, Kobe. Bella. Rồi sao nó tình cảm thế nhỉ? Ôi dồi ôi, Bella cũng nhớ Kobe á. Bella nhớ Kobe á. Bella. Tickle you. Bella. Bella. Hôm qua giờ về là anh cứ xanh cái buồn dữ lắm luôn á. Cô Bi ơi, cặp sách của cô Bi đâu? Cặp sách của cô Bi đâu? Cô Bi để Batman đâu rồi? Bà Bèo kìa. Bà là đâu? Cặp sách của cô Bi đâu rồi ta? Mẹ thay giày luôn nha, mẹ cũng thay giày luôn đây. Cô giáo cũng nói là mình không có được cầm theo đồ chơi hay là bất cứ cái vật vật dụng gì cho em Kobe đi theo hết, bởi vì là có thể là cầm khăn, cầm nọ, cầm kia, ví dụ như những cái khăn mà em mới hay ngủ ấy, để cho em mới quen hơi em mới ngủ ấy, thế nhưng mà không được cầm đồ chơi theo bởi vì là sợ tụi nó tranh giành đồ chơi của nhau ấy. À, em cầm tay mẹ hả? Officially a big boy. Oh, Kobe. Let's Đi học ha, mình đi học ha. Các cô các chú ơi, theo con tới trường nha. À, mẹ nắm tay Kobe hả? Ồ, mẹ nắm tay Kobe.
Oh, look at this daddy. Hôm nay cả bố cả mẹ đưa em đi học nhá. Hôm nay trời nó lạnh ấy, cho nên là trời vẫn còn tối luôn. Chứ bình thường là mùa hè thì giờ này sáng rồi. Kobe ơi, đi đường này mà. Kobe mở cửa đường này. Daddy bé Kobe ha. Để mẹ tắt điện đi nào. Này mọi người ơi, bên ngoài trời vẫn còn tối thui luôn nè. Đây, tụi mình đã tới trường ở đây rất là nhanh mọi người ạ. Chắc chưa đầy 2 phút đồng hồ nữa. Rất là gần với nhà mình luôn. Thì tới đây là mình sẽ scan ha. Mình sẽ dùng điện thoại của mình scan để mình mở cửa đi vào. Đó, tại vì là giáo viên cho mình một cái code đó mọi người. Đó, mình chỉ cần scan là mình được vào thôi. We've been away from you all. Probably away from us for like 2-3 hours. And he was left with my mom and dad, which is a safe. Yeah, it was 1 hour, and we were right down the block. But other than that, this is kind of like a big moment. Yeah, it's a huge moment. I know. I can only understand. I don't have kids yet, but I know the feeling because I have 184 kids. So there were a couple, 2 more things I needed you all to sign, and we noticed that. Okay, I was calling to let you know you have a new child, Mr. Kobe. Oh, Kobe sắp được gặp cô giáo rồi này. Kobe ơi, Kobe. Thích không? Trời ơi, thích ha. Hôm nay mình đi học, thích ha, Kobe ha. Bố Quyết đang phải điền thêm một vài thông tin nữa mọi người. Hôm qua tụi mình điền thiếu á. Ơi. Hả? Purple hả? Purple đâu? Kobe ơi, đợi cô giáo dắt vào chứ. He's so ready for the class. You need my help, baby. Oh, sao? À, mẹ dẫn vào hả? Kobe phải đợi cô giáo chứ. Kobe phải đợi cô giáo dẫn vào chứ. Hả? Kobe thấy à, từ từ đợi bạn. Kobe à, đi nhỉ. Kobe rồi đi vô học ha. Ôi ôi, coi anh ấy, coi anh ấy hào hứng chưa kìa. Có cần mẹ giắt tay không? He's so excited. I never seen that before. Đó, và lớp của Kobe ha. Đây là lớp của em Kobe nè. Ấy, ấy. À, sit, sit, nó nói sit, nó ngồi. À, fish hả? Fish, à, fish cá đâu rồi? Cá đâu mất tiêu rồi? Cá đâu rồi ta? Sao, Kobe thấy sao nào? Thích không? Đấy. Yes, các vị lấy đi. Ok mọi người ơi. Mình đã xong thủ tục ở đây, mới phải trốn đi ấy mọi người. Thấy nó bắt đầu nào, em mới bắt đầu chơi với mấy em bé kia. It's tough. But he was happy. You see him playing with the other kids and that was pretty cool. See him go from shy to sharing and playing with the other kids like in a few minutes, so. Nãy giờ là hai vợ chồng mình ở trường ấy là khoảng 30 phút luôn, tại vì tụi mình tới sớm ấy, cho nên là cũng không có nhiều bé ở đó, cho nên là tụi mình có cái thời gian để mà ở đó để quan sát em Kobe lâu hơn một chút ấy.
Đó, thế là thì mình thấy là em ấy nói chung là hòa nhập rất là nhanh luôn. Và mình mong là hôm nay thì em ấy sẽ không khóc quá nhiều. Nói chung là cô giáo cũng nói là nếu như mà em ấy có khóc á, và khóc nhiều á, thì là mình có thể tới đón em ấy sớm hơn. Nói chung ngày đầu tiên thì cũng không có mong đợi quá nhiều là em ấy sẽ quen ngay với cái môi trường mới. Và nhà mình cũng gần đây luôn nên hôm nay mình cũng không có cái kế hoạch gì hết. Để nói chung là sẵn sàng cái tinh thần là có thể đi đón em ấy về sớm này. Hôm nay thì mình chỉ có ở nhà làm việc nhà thôi. Với lại cập nhật những cái tình hình của em ấy hôm nay như thế nào thì giáo viên họ sẽ gửi những cái hình ảnh này khi mà em ấy ăn này, rồi là thay tã, rồi là em khi mà em ấy chơi với các bạn này, qua một cái app á, mà dành cho bố mẹ em mọi người đó, thì giáo viên và phụ huynh sẽ trao đổi với nhau trên cái ứng dụng đó trên điện thoại ấy. Thì có gì chút xíu nữa cô giáo gửi hình thì mình sẽ quay cho mình sẽ cho mọi người coi cái hình ảnh của em Kobe tại trường như thế nào nhá. Bây giờ thì tụi mình sẽ về nhà đây và mình sẽ làm một vài việc nhà ấy, rồi là quay tiếp video cho mọi người coi ngày hôm nay của mình nhá. Mọi người ơi, nãy giờ thì mình cứ chờ cô giáo gửi hình với lại video của em Kobe á. Thì cô giáo mới gửi cho mình rất là nhiều hình với lại video em Kobe ăn này và chơi này. Đó thì mình sẽ cho mọi người coi nha. Nãy giờ bố Quýt coi xong bố Quýt khóc á. Khóc xong rồi là mình quay video một chút xíu á. Thế là giờ lên trên lầu rồi. Lên trên lầu bảo là để em đi ngủ. Đó, nhưng mà mình nghĩ là lên trên lầu lại khóc một mình đấy mọi người. Chắc là nhìn thấy con lớn ấy thì anh ấy rất là xúc động ấy mọi người. Đó, thế là nói chung là cái cảm giác lần đầu mà con mình kiểu như con mình trong vòng tay của mình từ nhỏ đến lớn rồi, không có rời xa mình bước chân nào. Bây giờ em ấy đi học cả ngày rồi ấy, thì khi mà về nhà mọi người mình cảm thấy rất là trống vắng luôn, kiểu nhà nó rất là im ắng ấy. Thế đó, nhưng mà nói chung là bây giờ đó thì nó tốt cho cái sự phát triển của em ấy thôi, và đó là cái điều mà sớm muộn gì cũng phải xảy ra đúng không mọi người. Thì bây giờ cho mọi người coi hình xong ha, thì mình sẽ đi mua đồ một xíu, mua đồ cho nhà này, xong rồi làm những cái việc nhà này. Đó, hôm nay thì mình cũng không làm việc gì nhiều bởi vì là sẵn sàng cái tinh thần là sẵn sàng là chờ cô giáo gọi điện ấy, thì là có vấn đề gì đó thì mình sẽ tới trường luôn. Đây có một cái app trên điện thoại để mình trao đổi với giáo viên đấy mọi người. Đây là hình đầu tiên em cô đi chơi này. Đó, em đang vẽ và tranh với bạn này đó. Tới một cái là làm quen với cái bạn nam này luôn. Đó là bạn nam này hơn em Kobe 1 tháng tuổi này. Thấy chơi rất là ngoan, không có thấy khóc. Cô giáo nói là chơi rất là ngoan. Đây video em đang Kobe đang chơi này. Em mới nói shoes ra đó, đi học thấy nói nhiều quá trời luôn. Cô giáo nói là nói nhiều hơn là cái bạn hơn 1 tháng tuổi luôn. Cô giáo cũng rất là bất ngờ đó. Bây giờ là học đếm này, đếm từ 1 đến 10 này, rồi là ABC là cũng rành lắm nhá, biết nhiều bài hát lắm. Are you driving? Kobe, are you driving? Beep beep. The wheels on the bus go round and round, round and round. Round and round, the wheels on the bus go round and round, all through the town. Hey, mọi người ơi, bây giờ mình sẽ vô đón em Kobe nha. Mình không có nói trước cho cô giáo biết, mình tới luôn. Thế nhưng mà mình sẽ thử coi xem là em mới đang như thế nào nha. Hi Kobe! Kobe nhớ mẹ không? He doesn't care. Wow! Yes. Hi. Be careful, Masako. Okay, you dropped it. Okay, that's good. Kobe. So, he had a good day today. Giày của Kobe đâu rồi? Chó nó mãi chơi, nó không thèm chạy ra chỗ mẹ luôn này. Bỏ đi học thích quá ha. Hi.
Oh, thank you. Wow. Thank you so much. Wow. You could be best friend now. Okay, put your shoe on first, okay? Let's put your shoe on first, okay? You want to go home, Kobe? Yeah. Về nhà mình có bubble mà. We have a lot of bubble home, Kobe. Bubble. Huh? Bé nha, mẹ bé Kobe ha. Bé, bé bé ha. Được không? Rồi. Ờ, tí đi về nhà kể cho các cô chú nghe hôm nay mình đi học như nào nha. Ôi, thích quá ha, thích trường lớp quá ha. Daddy mừng lắm á, Daddy nhớ cô Bi lắm á. Em về đi nha. Dạ, trời ơi, thế hôm nay em đi học có vui không? Để kể cho các cô chú nghe. Để lên kể cho Daddy nghe nha. Ôi, thương lắm. Nhớ cô Bi lắm á. À, đi lên với Daddy ha. Ôi trời ơi, cô Bi nó nhớ Daddy không? Chứ rồi Daddy lại đang nghe điện thoại mất tiêu rồi. Chán quá. Đi lên ha. Thế cô Bi có nhớ mẹ không? Ôi, cô giáo nói là hôm nay em cô Bi đi học ngoan lắm. Em không khóc tí nào luôn. Em à, đây mẹ tháo giày cho cô Bi. Để mẹ tháo giày ra. Để mẹ tháo giày ha. That's going. I missed you so much, buddy. Alright. Did you have fun on your first day of school? Oh my god, you cannot believe what just happened when I pick him up. He totally ignored me. He's like, Mom, yes? Wait, you can wait. I will show you the videos. You have so much fun today. Yeah, the teacher said that I didn't cry at all, Daddy. Wow. I ate most of my food. That's my boy, he's a big boy. Đúng không, Kobe? Ui, cô giáo khen lắm, cô giáo khen Kobe lắm, tự lập lắm. Chơi với bạn giỏi lắm. Không khóc tí nào. Rồi, mẹ mở nước cho Kobe tắm nha. Mở nước cho Kobe tắm, tắm. Rồi, ra mẹ thay áo cho nào. Ôi ôi, thương mẹ hả? Rồi thỉnh thoảng nó cứ lại, nó ôm cho một cái, cho nó hôn cho một cái. Thế Kobe chải đầu cho mẹ chưa? Rồi, chải đầu cho mẹ nào. Ui, chà ôi, chải đầu cho mẹ đấy hả? Ui, chà ôi, Kobe chải đầu. Và thấy Kobe đấm lưng đi. Đấm lưng cho mẹ chưa? À, kiss mẹ hả? Kiss mẹ. Ồ, mẹ thương Kobe lắm. Hả? Ok, thôi tạm biệt các cô, các chú nha. Cô giáo có dặn mình là cái ngày thứ hai đi học thì có thể là em ấy sẽ khóc. Đó, thì thường là như vậy, là ngày đầu tiên thì có thể là rất là ngoan, nhưng ngày thứ hai thì có thể là sẽ khóc. Đó, cho nên là kiểu như báo cho mình, bảo chuẩn bị sẵn tinh thần ấy. Còn đâu thì hôm nay thì mình cũng rất là ưng ý với cái chỗ trường học này của em Kobe. Các giáo viên ở đó thì thấy khá là thân thiện này, rồi là cái hệ thống an ninh này nó cũng khá là tốt. Hát à, hát tiếp đi. Đó, thấy quay camera ra nó không hát nữa. À, đâu em hả? Đâu em hả? Yes. No, 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 no.